Em hát không nhỉ? Em cảm ơn anh ngoan. Mới nói xong cái gõ quà luôn. Bỏ cái mũ ra đi không? Không bỏ đâu, đầu bếp. Đầu sạch thì em bỏ mũ ngay, nhưng mà đốn bếp nên là em không bỏ đâu. Thà chết thì không bỏ mũ. Cảm ơn anh Châu nhá, thank you anh. Mọi người ơi, có nhạc hay không có nhạc báo em nhá. Có nhạc chưa? Có nhạc chưa? Có chưa? Hỏi thật đấy. Ok, có rồi, hát nhá. Ngày anh đi rất xa về nơi ấy, bỏ mình tôi ngồi đây phố xưa. Giờ tâm tôi khóc cho cuộc tình, ơi lòng đắng cay. Trong quạnh vắng sao nghe tim mình vỡ tan. Giờ anh đâu ở phương trời xa lắm, buồn vui nay mình anh chắc em nào đâu biết nơi nơi nào. Anh còn nhớ hay anh yêu cùng đã lãng quên, yêu thương ngày xưa thôi ta hãy quên người ơi. Lòng đau nhói khi anh xa, giọt nước mắt anh tuôn rơi, tình tan vỡ ta xa nhau từ đây. Đời ta đôi ta đôi nơi thôi đừng nói chi có ai ân xưa. Ta cố quên nhau thôi người yêu, hỡi anh hay chăng hình bóng ấy bao nhiêu đêm còn mãi. Đừng vương vấn làm gì người đã không trở về. Anh yêu hỡi thôi này ta đành cố quên nhau đi trong trái tim mình. Đấy là em trai em. Một bài vừa lạ vừa quen mà. Quen là vì nó giống kiểu anh không muốn bất công với em. Nhưng mà nó thật ra lại lạ chỗ là nó không phải là anh không muốn bất công với em. Giờ anh đâu ở phương trời xa lắm, buồn vui nay mình em chắc anh nào đâu nhớ người nơi nào. Anh còn nhớ hay anh yêu cùng đã lắm quên, yêu thương ngày xưa tôi ta hãy quên người ơi. Lòng đau nhói khi anh xa, giọt nước mắt em tuôn rơi, tình tan vỡ ta xa nhau từ đây. Đời ta chẳng còn gì vì mất anh thật rồi. Đôi ta đôi nơi thôi đừng nói chi có ai ân xưa. Ta cố quên nhau thôi người yêu, hỡi anh hay chăng hình bóng ấy bao nhiêu
Chào anh Thành nhá. Cho anh xin cái mũ. Em chào anh Hùng. Đỡ ổn chưa? Em chưa. Sao mà đỡ nhanh thế được? Chào Dũng nhá. Còn tuyển thành viên cho hội đạo không ạ? Hội Thánh Đức Chúa Trời đây. Đại diện của Hội Thánh Đức Chúa Trời đây, có anh nào muốn vào không? Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ok. Ai muốn vào không? Ai muốn gia nhập bom cho Hồ Nước Thánh luôn này. Chào Binh Tri nhỉ. Gió không bay nổi nữa luôn. Đúng là đi quay về xong rồi người ta xịt keo vào đầu ấy, chưa kịp tắm thì đã phải lên sâu rồi. Thế là đầu bết ơi là bết, nhìn trông cả tuần chưa gội á. Anh tưởng em cũng giống anh à anh Huy? Em đâu có phải là anh đâu mà cả tuần chưa gội. Chỉ có anh mới giữ quả đầu cả tuần chưa gội đó. Còn em thì không. Tháo luôn cả cái tóc mái ngu ngốc kìa. Bởi vì là tóc bết quá.
đeo cái tóc mái và nhìn nó vẫn bết. Nhìn tháo tao luôn rồi. Mọi người muốn nghe về gì không? Em hát. Muốn nghe hát hay là muốn nghe nhạc? Vụt mất á. Vụt mất không biết có beat nữ không. Toàn beat nam thôi. Hình bóng ấy chuyển vụt mất, như mới hôm nào còn ngây ngất. Nay đã xa rồi, chỉ là gì vẫn thôi. Còn nơi đây kỷ niệm xưa, anh đã ra đi một chiều mưa, bao nỗi cô đơn. Hát thử nhá, không biết là có beat không ấy. Chị hát chân hẳn được không á? À vừa nãy anh Minh Thanh mới nói là hát nhiều lắm đúng không? Ok, sau bài này em sẽ hát nhiều lắm, rồi sẽ hát về chân ngắn nhá. Mọi người lên hầu miễn phí cho em nha, em cảm ơn. Thank you. Dình xem mà có mem nào đang ngồi đây không. Em thấy nó có bị sao ấy. Khùng vãi. Ai làm gì? Rảnh thì coi, muốn rảnh thì thôi chứ. Chả giờ em mong ai coi em cả. Anh Minh Thanh thích nghe bài nhớ lắm đúng không? Em hát cho anh Minh Thanh nghe bài nhớ lắm nhá. Bài kia của Huy không hát được rồi. Bài kia nó phải có ấy cơ. Phải có biết nữ cơ. Thì mỗi người mỗi tính mà. Nhưng mà em thấy như thế xấu tính vãi. Chạy có hóng space social à? Có gì hay không anh? Space social ai với ai đấy, có hay không? Em thấy xấu tính em nói rồi. Tính em hay nói thẳng, chả sợ mất lòng ai bao giờ. Không biết á? Sao anh không biết? Anh vừa qua bên này hóng mà kêu là không biết. Chắc cũng phải biết chứ. Thôi anh đừng tặng quà cho em Du ạ. Anh tặng quà cho em xong rồi đến cái lúc anh mắc mệt lắm, đừng có tặng quà cho em làm gì cả. Không có thích. Cô giáo Thảo với Lia hay thế hơn gì nữa không xem à? Không xem show cô giáo Thảo với Lia à? Thank you.
tính như vậy tặng hoa hồng miễn phí. Dùng máy tính như vậy tặng hoa hồng miễn phí. Sao không cho anh tặng quà? Không có phải là không cho anh tặng quà. Chẳng qua là em thấy con chim lợn ở đây nên em chả muốn anh tặng quà. Em chả cần quà. Quà thì quà, chả quà thì thôi. Ai mà thiệt lòng muốn tặng cho mình thì mình lấy, chứ không lấy xong mang tiếng ghét. Dùng máy tính thì tặng quà được rồi á. Không, em không bảo là tặng quà được rồi, mà em bảo là tặng tặng hoa hồng miễn phí cho em đi. Nãy giờ chả thấy ai lên bông nào, số hoa của tôi đứng im dậm chân tại chỗ ấy này. Nụ hồng mong manh đi lên người á, ok. Hết bài này em sẽ hát nụ hồng mong manh. À không, hết bài này có ông nào yêu cầu bài gì mà. Có ông nào yêu cầu bài gì ở bên trên mà nhỉ? Chờ tí em kéo lên xem nào. Bài gì nhỉ? Xem em hay hơn cứ á. Anh ngoan điêu lắm. Anh ngoan có bao giờ xem em đâu. Anh ngoan kêu là xem em hay hơn. Anh ngoan chỉ thích uốn éo thôi. Anh ngoan chỉ thích uốn éo lột đồ thôi. Đúng không? Đâu nhỉ? Chả thấy đâu. Chả thấy ai yêu cầu bài gì ý. Quên rồi. Một tình yêu xinh như câu chuyện thần tiên. Bolero, giọng em chơi chóe chóe mà. Hát bolero mọi người chạy hết. Anh muốn làm gì ai quyết định được á. Không nhá, em chỉ không muốn mang tiếng này lôi kéo mềm của idol khác thôi. Cho nên là thiếu gì lúc tặng quà đâu. Lúc nào dành tặng quà. Tháng này Du cũng tặng cho em mớ rồi. Sao đâu. Hát bài chân ngắn được không à? Ok. Các bạn BG đấy bạn còn ở đây không? Chắc ao rồi đúng không? Thôi ao rồi thôi. Ao rồi thôi không hát 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 con cò bé bé đi á. Con cò bé bé nghe sướng hơi lắm. Nụ hồng mong manh hả? Ok. Nụ hồng mong manh nhưng mà em nói trước là em hát bài này cũng hay rồi. Nụ hồng mong manh của Bích Phương này, của chỉ có cô Bích Phương thôi, không có của Wendy Thảo đâu. Anh Trọng ơi, chỉ có Bích Phương ở, nghe Bích Phương không? Wendy Thảo á? Wendy Thảo làm gì có má? Lừa à? Tìm mãi không thấy đâu. Chỉ thấy mỗi cô Bích Phương thôi, không thấy cô ở Wendy Thảo đâu. Đây này, đây. Ui nhưng mà bài này là bài remix mà. Nó chỉ có remix thôi, nó không có karaoke đâu. Thôi đây, hát luôn bài remix đi. Muốn nghe remix đúng không? Nè nè cái gì hả? Tôi đây. Nè cái gì? Chả thèm. Mang kẹo về tự ăn đi, không ăn không? Không thèm ăn. Ăn làm gì? Tối rồi ăn cho sâu răng hả? Không ăn. Ăn là tối nay sâu răng hả? Đã làm mũi rồi phải đi làm răng hả? Răng người ta đang trắng đẹp. Cảm ơn anh Thành nha. Anh đang trao cho em
Chưa hát bao giờ. Mọi lần toàn hát cái lời chậm chậm của Bích Phương ấy. Em cảm ơn Du. Thôi, em biết là không hay rồi.
Chúng nó sẽ quẩy chuẩn luôn. Bọn Tiểu Nhi chúng nó sẽ quẩy nát cái danh Bạch Kim và Kim Cương. Mai chủ nhật không đánh được đâu, chuẩn luôn. Em có ý nghĩ giống anh. Em chào anh Cầu. Hello anh Cầu, cảm ơn anh Thành nhá. Anh yêu anh Thành đã tặng em cho em Talk to me đi á. Em biết hát Talk to me đâu. Bao nhiêu giấc mơ em hôm nay chỉ là những giấc mơ. Khi đêm đông lạnh rơi mưa ướt trái tim nước mắt em rơi, mùa đông băng giá như trái tim anh. Vì tình yêu cay đắng đong băng nỗi đau lắng thầm của em. Từng cơn gió xin hãy nhẹ mang nỗi đau chìm vào quên lãng giữa đêm đông đang chờ một ngày tươi sáng. Trời mùa khoảng 10 giờ đánh được không á? Chị không hứa chốt đầu bởi vì chị sâu liền 2 sâu đến 10 giờ cơ. Sâu xong rồi chị mệt SML cho nên là chị chưa biết là chị sẽ chơi hay là không chơi đâu. Vì mệt lắm, đang cúm sắp chết rồi này. Ho như con vạc, bao lâu nay có khỏi đâu. Khi đêm nay trôi đi thật dài vì nỗi nhớ, ngồi một mình mà cứ ngỡ nụ cười ngọt ngào vẫn còn ở đây. Mọi người nhớ bài này không? Tên 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 ăn nhân sâm. Nhân sâm đâu? Ai nhớ bài này không? Nhớ bài này bài gì không? Giờ này còn ngồi được là khá lắm rồi. Hôm nay em đi quay mấy tiếng liền về. Cơn mưa qua từ dòng lệ phôi phai. Em nơi đây ngồi ôm giấc mơ. Nơi bên nhìn nhà anh như đi qua và bóng đêm quay về. Đôi chân lê mình mãi tìm về nơi đâu. Bao nhiêu đêm một mình chờ anh đôi mắt sâu. Ôi ngày thơ dài khờ và thương đau đành suốt tim em đôi sao. Và có một điều anh rối ràng. Và chợt có một nụ hôn đánh mất nồng nàn. Và rồi có một người đang chén tan một nỗi đau vào đêm em tin tưởng. Biết chỉ có những khi nhìn thấy anh yêu vui bên thay.
Ôi bao đêm, ôi bao đêm, ôi bao đêm ngồi ngắm sao bên thềm nhớ về cuộc tình đã qua. Anh giờ đã cất bước đi xa, ra khỏi đời em để lại một mình em. Cái gì đó. Cơn mưa qua từng dòng lệ vội vai, em nơi đây ngồi ôm giấc mơ. Nơi bên hiên nhà anh như đi qua vào bóng đêm, mong đêm quay về. Đôi chân lê mịn mãi tìm về nơi đâu. Bao nhiêu đêm một mình chờ anh đôi mắt sâu. Ôi ngây thơ dài khờ và thương đau đầy suốt kia em đêm sâu. Và có một điều em rối gian, và chợt có một nụ hôn đánh mất nồng nàn, và rồi có một người đang trách than. Cho nên là tháo mũ ra, tháo mũ ra đi, nhìn ghê quá. Thế là em đành để chiều mọi người tháo mũ ra chứ. Tháo mũ ra nhìn rõ kinh, tháo mũ ra nhìn quả đầu bếp. Oh baby, đến nỗi mà I love you, I love... Thề luôn, nó bếp đến cái nỗi mà đội cái mũ vào, à đội, quay cái quạt vào ấy, mà cái tóc em luôn không bay nổi thì phải hiểu đấy. Đẹp sao bằng Lan Linh hả? Hồi 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 điêu lắm. Cả ông Vĩnh nhận vếu cái nữa không đi xem special show hả? Bình thường là ông Vĩnh nhận vếu là special show nhảy là đương nhiên là phải xem rồi. Mai Lan Linh show room 99 hả em, đúng không anh Thành? À, một lát nữa em cũng show room 99 luôn. Sau show này là em show room 99 luôn. Ê heo. Ai là heo? Huy heo á. Bỏ cả special show và xem Linh. Ơ ở đây toàn mấy ông thích xem nhảy mà. Mà không nào đi xem nhảy hả? Cả ông chỗ kia kìa. Cả ông Bình nghệ sĩ ưu tú ấy kìa. Cả ông Vĩnh nhện vếu kìa. Mong ra xem vếu hả? 9 giờ là Uyên Thu 88 em á. Em 9 giờ room 99 cô. Nãy trả lời rồi mà không thể nói gì. Cái gì á? Em bảo anh nghiện vếu mà anh sang kia ngắm vếu à. Thế mới thế Linh mới biết ai đang quý Linh hả? Thật ra thì em biết những ai đang quý em rồi. Nhưng mà em vẫn muốn tạo điều kiện. Nghĩa là quý thì mình thì quý lúc khác. Cả tuần mình show những 7 hôm cơ mà. Cho nên là quý mình thì vào 6 hôm còn lại. Còn lại là cũng phải có 1-2 hôm để các ông đi coi gái chứ. Để các ông đi ngắm gái cho sướng ấy, cho đã chứ. Nghiện nhưng vẫn chẳng bằng Linh á. Thôi thôi thôi, em không nghe lời ngoan đâu. Ngoan của Mina, nghe lời ngoan của Mina không tin. Còn lâu em mới tin. Tuần này sâu có 6 hôm thôi ạ. 6 hôm mà được rồi. Sâu đi cho lắm. Sâu cho lắm các bạn chán mắt mình chứ. Love you every day. Nhưng anh không bao giờ thèm dù có xinh đến mấy hả? Thật không ạ? Ngon lắm. Em chào anh love so cute. Linh gay hả? Gay chỗ nào hả? Người ta chuẩn gôn ấy. Anh quý em nè, chả biết có quý thật không? Cứ run run sao nhịp tim làm em chậm đi bên anh, nhẹ nhàng chạm đôi tay anh. Ta nhìn nhau rồi đây mới biết buồn buồn vui vui nhớ nhớ. Cho em biết em yêu anh. Đôi khi trái tim mong manh làm em sợ anh quên mất những phút
ông nào mà muốn ông nào mà muốn coi special show nhảy á thì qua coi đi, nhanh lên không hết cơ hội. Coi đi, 9 giờ lại phải ngồi coi tôi mệt lắm. Ngồi coi tôi mắc mệt lắm. Cảm ơn bàn má bánh bao nhá. Ô, bàn má bánh bao là con Huy Lợn đúng không? Má anh bánh bao ấy, vớ vẩn. Con gái như người ta 24 tuổi ông kêu má người ta bánh bao, khùng. Tim á, tim với ai mà tim? Du quăng tim với ai đấy, không có anh Thọ ở đây thì Du quăng tim với ai? Em chả nhận. Em chả nhận tim của Du. Tim của Du mang về làm gì? Tim của Du mang về để xào cần tây à? Show nào quan trọng bằng show Lan Linh? Các ông toàn thả thính như thế thì có chết tôi không chứ ạ? Ông nào cũng kêu là show Lan Linh là quan trọng nhất, show Lan Linh là hay nhất. Chả vừa tôi tin luôn. Lạnh không? Bài này được á, nhưng mà bài này cao á. Nên em đang muốn nick vì cao quá. Chào Lan Linh nhờ. Nóng đi á. Bạn với điều hòa nóng như thế này thì em muốn đi đâu hả?
thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Nhưng mà em vẫn cố, bởi vì à, ông nào ông yêu cầu, ông Vĩnh nhận về ông yêu cầu. Chiều lắm rồi mới hát đấy nhá, em chưa hát bài này bao giờ đâu. Nghe chán đời vậy. Mà Hà Nội có nóng gì đâu, Hà Nội đang mưa bão mà mắt tôi hát bài nóng. Rap yêu đương đi hả, suốt ngày yêu đương. Bộ nghe không chán là du. Em lại tra tấn cho 10 lần yêu đương bây giờ chứ lại. Tra tấn cho chục lần yêu đương mà mặt cho chán luôn bây giờ. Bầu trời vẫn rất xanh, gió vẫn trong lành. Nhưng một ngày đẹp trời, liệu anh còn muốn lên xe và ra đường cùng em? Không cần make up, anh cũng chẳng cần phần son. Cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ, nhưng mà em vẫn cứ ngon. Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió, trong lòng vẫn còn nặng tâm tư. Trên tay anh điếu cần vẫn cháy đỏ, nhưng ngồi cạnh anh cái đầu khẽ lắc lư. Đưa tầm mắt nhìn thành phố lúc đêm muộn, ngắm những tòa nhà đẹp sáng như sao. Nghe đêm thì thầm như sóng cuộn, anh có nghe thấy lòng mình xôn xao? Anh ơi, anh ơi có cháy? Em thấy có đám khói ngay đây. Tay anh thì không cầm bật lửa, mà sao đốt tim em cháy to thế này? Mình đeo nhau trên con xe nho nhỏ, nhưng cũng đủ làm em thấy mênh mông. Qua từng con phố đen xanh đỏ, một mình em chấp hết đông. Gặp anh sau 20 năm cuộc đời, rồi phải lòng qua vài lần đi chơi. Nhìn anh là biết ưng em lắm rồi, chẳng cần em phải mời. Nhưng ơi, yêu là phải nói, đói là phải ăn. Anh mà đã thích thì đừng có lăn tăn. Khát là phải uống đông lạnh phải đắp chăn. Em tạo điều kiện cho em nào có khó khăn. Chẳng rộng rãi hơn à, cũng để này fail rồi, tại em lười mua được tập đoạn xong, chỉ tập mỗi một nửa bài này. Chẳng rộng như dải ngân hà, nhưng cũng đủ để anh lạc vào mắt em. Chẳng rực rỡ như mặt trời mùa hạ, xong cái ble ble gì ấy. Quên rồi. Ôm em là lạ vậy á. Em chào vô thường. Hello anh. Còn anh thấy ngại ngại cái mồm. Thế nào ấy. Cảm ơn Huy Heo nhá, thank you Huy Heo. Sao em nói chuyện với chị em sao vậy? Sao em nói chuyện với chị em say vậy hả? Ghê không, mê vào lại còn lên tay cơ. Gọi anh thì sao, không gọi anh thì gọi là gì? Không gọi anh thì gọi là bác à? Hay gọi là ông? Chắc mới cắm góc Solan lâu nên chưa biết hết mềm hả? Đâu, anh xem em lâu lắm rồi mà. Anh xem em cũng lâu phết rồi mà luôn. Anh yêu có yêu đâu mà bắt gọi là anh yêu. Yêu bao giờ mà bắt gọi là anh yêu. Có thấy vô lý không? Mọi người thích nghe rap đúng không? Hay là nghe hát? Còn 5 phút nữa là em sang room 99 rồi. Tháng hơn rồi hả? Rapper hả? Mút cái con khỉ ấy, nghe đi, đừng có mà mút. Này em nhớ anh á, đây, đang mở đây. Vũ trụ này, biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới đi yêu anh. Anh không tin thì cậu ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Nơi Hà Nội này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bày tình cảm, anh đừng nghĩ em gắt cớ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhớ nhớ sắc nhớ. Em ghét ông trời cho em và anh gặp gỡ, sau đó bắt hai ta ra nhau. Em như loài cá lên bờ tập thực. Thế giới này thật to, nhưng em chỉ yêu một phần nhỏ. Phần còn lại sẽ chăm sóc anh và lo cho anh như thế đó. Thế giới này thật to, tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Chút thương đến bên
đem ra cả cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ. Đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, em sẽ cố dẫn anh theo nếu lỡ anh vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mọi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó, có phải là anh một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong anh có chăng em hiểu rõ, lãng mạn và yêu anh mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Nếu con thuyền là anh một ngày sẽ ra khơi, em là bến cố gọi thật to liệu anh có trả lời. Dòng đời là sóng biển xô đầy em dã sợ, anh nói là về, ok em sẽ đợi. Đợi nơi mà em đã từng, để em dễ nhìn thấy anh. Đợi nơi mà anh quay lưng, để em vẫn còn nhớ anh. Đợi nơi mà anh bước đi không ngần ngại. Đợi nơi mà em vì anh mà dừng lại. Yêu là hy sinh mọi thứ cho người em đã yêu, chẳng hề muốn xa rời nhau như lúc sau và ban đầu. Yêu nhau là như thế. Hơi Hắc Bạch Vô Thường biết anh là ai không? Không biết chết liền. Bài này là bài Ngày Anh Nhớ Em nha. Ngày Anh Nhớ Em của Ron. Em đọc suốt mà, đọc như một cái máy suốt. Ok em hết giờ rồi, mọi người nghe nhạc một xíu nhá. Mọi người nghe nhạc một xíu xong rồi em sang bên room 99 nhá. Ai ai mà rảnh thì qua room 99 với em. Còn ai mà buồn ngủ quá thì thôi cứ học đi. Em chúc những ai mà đi ngủ ấy thì sẽ ngủ thật là ngon. Anh em rút quân nữa. Đố em biết anh là ai. Sao lạ thế. Em chả phân biệt được anh là ai. Chào anh Mèo. Hello anh Mèo. Ghê không? Bây giờ mình là gì của nhau. Mở ngoặc kẹo. Tưởng mình là gì của nhau. Mở ngoặc dép cơ mà. Chắc là dép xong rồi ế suốt cho nên đành phải đổi. Đành phải đổi thành Mèo đúng không? Hắc Bạch Vô Thường là anh Thành hả? Thế à? Ông Thành ông đổi tên làm gì đấy ông Thành? Ông Thành khùng đổi tên làm gì ấy? Ok mọi người ơi, mọi người qua room 99 với em nhá. Ai ngủ thì ngủ thật là ngon. Trời ơi, người đâu ra dễ thương vậy? Chả sao dễ thương. Dễ thương mà thương không muốn dễ nha. Thương không muốn dễ. Với em là anh là dép hả? Em biết ngay mà, em biết ngay là anh ế quá. Cho nên anh đành phải đổi lại thành kẹo đúng không? Ừ nên đâu thèm thương đâu hả? Ông có người thương rồi ông lại bảo là ông không dám thương tôi. Rất trẻ điêu nhá. Anh em rút quân đi, ở bên địch cũng mạnh quá, rút quân đi ạ. Linh đẹp vậy mà sao ế? Thật ra ế thì nó không phải là vì em không có ai tán. Mà ế ở đây là tại vì nó là một xu thế mà. Ế vì nó là một xu thế.